Dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố ngày 21 tháng 12. Thủ đô Hà Nội có nắng, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mưa, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mưa, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Thành phố New York, Mỹ có mây rải rác, nhiệt độ từ 0 đến 2 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ít mây, nhiệt độ từ 3 đến 8 độ. Thủ đô Paris, Pháp có mưa vừa, nhiệt độ từ 7 đến 14 độ.